Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cùng với Cục Cảnh sát Giao thông và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát lại các phương án tổ chức giao thông, hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, qua đó phục vụ công tác thí điểm 100% thu phí không dừng tại các phương tiện di chuyển trên tuyến này kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Theo đó, sau khi đoàn kiểm tra tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định đến thời điểm này, hệ thống thu phí cao tốc đường bộ tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đáp ứng về mặt pháp lý kết cấu hạ tầng, hệ thống biển báo sơn kẻ trên toàn bộ các tuyến ra vào. Đủ điều kiện dành riêng cho tuyến đường thu phí tự động không dừng để phòng ngừa các sự cố trục trặc thẻ thu phí như không được nhận diện. Tổng cục đường bộ cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VTC và công ty cổ phần giao thông số VDTC phối hợp để xử lý dứt điểm, hạn chế tối đa tình trạng trục trặc trong quá trình tổ chức thu phí hiện nay.